vậy là ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ BKMX Bình Dương sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn trong bộ trang phục màu xanh. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu. Và anh đang là một trong những chân sút hàng đầu của giải đấu sau 8 vòng đấu đầu tiên. Với việc thể thức thi đấu của V-League thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế thì vào lúc này cơ hội dành cho Văn Toàn, chân trái, sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội khách. Văn Toàn tiếp tục sử dụng tốc độ để vượt qua cầu thủ đối phương, nhưng cú đá chân trái đã chạm vào Thanh Long trước khi đi hết đường biên ngang. Chỉ trong ít phút có hai cầu thủ gặp vấn đề, đó là Văn Toàn và Heripo Gustavo sau những tiếng va chạm. Đây là tình huống mà Văn Toàn đã vượt qua được Trọng Huy trước khi tung ra cú dứt điểm. Thì sự loay hoay lúng túng xuất hiện. Goal! Không có được cú sút về khung thành của anh Gia Lai. Pha đã xuống bất ngờ của Thanh Thảo. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Đường chuyền dài vượt tuyến rất tốt và không hề có lỗi việt vị của Thanh Thảo. Người đã giải nguy cho Hoàng Gia Lai là Damir Mimovic. Chỉ chậm một chút thôi, Thanh Thảo đã đánh mất đi cơ hội của mình. Văn Toàn, cơ hội rõ rệt dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, vẫn là Văn Toàn, sút bóng. Hoàng Gia Lai dẫn 1-0. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ một chút sơ sẩy của hàng phòng ngự BKMX Bình Dương, Văn Toàn đã trừng phạt. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng áo đỏ. Hai cầu thủ phòng ngự của BKMX Bình Dương không thực sự chắc chắn trong pha tranh chấp ở sát đường biên dọc. Và khi Văn Toàn có khoảng trống trong một tình huống 3-2 thì một mình anh đã sử dụng nỗ lực cá nhân để ghi bàn thắng giúp cho anh Gia Lai vượt lên. Cú đá chéo góc cực kỳ lạnh lùng. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đây là pha xử lý của Tuấn Anh trước đó. Và đó là những gì mà các cổ động viên của anh Gia Lai chờ đợi, khi Tuấn Anh là người tạo cơ hội để cho Văn Toàn lập công. Góc vẫn là Tô Văn Vũ. Phía trong có Tiến Linh, có Yusuf Toure, đều là những cầu thủ có khả năng khống chế tốt. Đã có 3 quả đá phạt góc nhưng BKMX Bình Dương chưa thể làm nên chuyện. Mật bóng rất nguy hiểm. Tiến Linh, cú sút của Tiến Linh không đủ lực. Bây giờ là lúc mà hàng phòng ngự của anh Gia Lai sẽ được kiểm chứng. Họ vẫn thường để lại sự thất vọng trong những trận đấu trên sân khách. Chevoas dứt điểm ấy. Không còn một giải pháp nào khác khi không có một người đồng đội nào gần cả. Và Chevoas đã quyết định dứt điểm ngay về khung thành của Trần Đức Cường. Đó là một tình huống sút bóng khá tốt. Đường kiến tạo lại là của Lương Xuân Trường. Và đó là những pha chuyền bóng được coi là sở trường của cầu thủ Tuyên Quang. Tô Văn Vũ. Quả hai cầu thủ anh Gia Lai, Tô Văn Vũ. Không vào. Đây là một ngày thi đấu mà đội trưởng của BKMX Bình Dương cũng đã có phong độ tốt. Những pha đẩy bóng tốc độ và những động tác kỹ thuật gọn gàng vượt qua hai cầu thủ Hoàng Gia Lai là Hồng Duy và Văn Anh trước khi cố gắng tạo ra cơ hội chồng đội ở phía trong. Rất hay. Sự chờ đợi cho một trận đấu tốt. Và qua người của Hồ Tấn Tài. Tấn Tài! Đó lại là một bóng mà trái bóng không tới được vị trí của trung phong Bình Dương. Vẫn còn Tô Văn Vũ. Không vào. Cánh trái của Hoàng Gia Lai, nơi mà Hồng Duy đang chấn giữ, liên tục bị các cầu thủ BKMX Bình Dương khoét sâu và vượt qua.
Bóng đá vào góc của anh Tài. Bóng lên bấm. Không được. Coi. Đó là bàn thắng sau bàn tỷ số. Và đó là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực ở những phút vừa qua của BKMX Bình Dương. Một pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 và người ghi bàn là Hồ Tấn Tài. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng sau bàn tỷ số. Một pha đưa bóng vào tầm thấp của anh Tài. Tới tình huống dứt điểm thứ hai của Hồ Tấn Tài thì mọi thứ đã không nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Bỉu Ngọc cùng với các đồng đội. Bóng vừa chạm đầu của Tuấn Anh. Tuyến hai dứt điểm. Một pha bóng lập bập. Những cú dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50. Chaos không vào. Ngay lập tức thì Hoàng Gia Lai có câu trả lời. Chỉ có hai cầu thủ áo đỏ ở phía trên nhưng Văn Toàn và Chaos vẫn tạo ra được một pha bóng nguy hiểm. Cú chào bóng của Văn Toàn. Và Chaos bằng sức mạnh của mình đã có một pha bóng tranh chấp khá hay. Kết quả trên sân Bình Dương vẫn đang là 1-1. Tổng cộng đã có 11 tình huống dứt điểm được thực hiện. Thanh Thảo. Cả ngang coi. Chevrolet và Thanh Long rất khôn ngoan. Chevrolet không vào. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Một chút tiểu xảo đủ để giành lại thế chủ động. Và khung thành đã rộng mở. Thủ môn Đức Cường cũng đá băng lên xa khỏi khung thành. Chevrolet. Một lần nữa thì Thanh Long tỏ ra lúng túng trong tiếng theo kèm. Vậy là Phạm Văn Tiến được đưa vào sân. Và tấn công bên phía ra cánh phải. Rất bình tĩnh. Sút bóng. Một pha dứt điểm khá táo bạo. Đó là pha xử lý của Hồ Tấn Tài. Tấn Tài bình tĩnh xử lý bóng trước khi tung ra cú sút bằng chân trái. Anh vượt qua Châu Ngọc Quang. Cú đá rất căng. Văn Toàn tốc độ. Vẫn đang là Văn Toàn. Cơ hội dành cho Chê Hoa chân trái. Rất bình tĩnh nhưng không có bàn thắng dành cho anh Gia Lai. Phá hợp giữa Văn Thành và Văn Toàn. Tuyệt đối. Đáng tiếc cho cú đá của Lương Xuân Trường. Những giây phút sóng gió với khung thành của thủ môn Văn Tiến. Trên sân thì một cầu thủ của BKMX Bình Dương đang bị đau. Rất nguy hiểm. Và vừa lập bập giữa cầu về BKMX Bình Dương và thủ môn Phạm Văn Tiến. Người chân giữ khung thành của BKMX Bình Dương đã ra lố đà. Và suýt chút nữa thì cú đánh đầu trả bóng của anh Tài lại trở thành bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Pha bóng mà thủ môn của BKMX Bình Dương đã xuống trụ. Cơ hội cũng sẽ kết thúc. Chevrolet. Đó lại là một tình huống dứt điểm một của số 10 anh Gia Lai. Thực sự hay cho những đường chuyền của Lương Xuân Trường. Một pha bóng mà các cổ động viên đã dành những tràng vỗ tay dành cho người kiến tạo. Nhưng lại là sự tiếc nuối dành cho cái tên thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng. Pha bóng quá đẹp mắt của Lương Xuân Trường. Không hiểu sao Châu Watt lại dứt điểm hụt khi mà cả hai hậu vệ của BKMX Bình Dương đã bị trôi lại phía sau. Đường chuyền. Tiếng còi đã cất lên. Bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị của Văn Toàn.
cũng tương đối rõ ràng. Quả người ơi, cú đá này chạm vào khung thành. Vừa rồi là pha xử lý của Tiến Linh. Một tình huống ngoặt bóng để loại bỏ Trọng Sáng được khi tung ra cú đá bằng chân trái. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý đã tạo ra sự bất ngờ với Trọng Sáng khi anh đã thực hiện tình huống bắt bài đường truyền vào phía trong. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương gặp Hoàng Gia Lai, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của giải đấu vô địch quốc gia AFF Bình Dương 2020. Tỷ số là 1-0.